Mỹ, chương trình bốc thăm triệu phú thiên niên kỷ của Trung tâm Thương mại Dubai Duty Free, DDF, diễn ra tại sân bay Dubai vào 17 tháng 9. Người thắng cuộc là Sri Sanil Sridaran và Lalit Sama, người Ấn Độ. Hiện Sridaran chưa trả lời báo chí, còn Sama cho biết anh vẫn chưa thể tin mình vừa trúng lớn. Du khách 37 tuổi này mua vé số DDF đầu tiên tại sân bay trước khi trở về nhà, nhưng không trúng giải. Sau đó, anh nghe lời em gái động viên, mua thêm một vé trên mạng và thắng cuộc. Sama sẽ trở lại Dubai vào 25 tháng 9 để nhận phần thưởng. Anh dự định dành khoản tiền này để mở rộng kinh doanh tại Chennai, Ấn Độ, đầu tư một dự án mới tại Dubai và tặng cho gia đình cũng như đi từ thiện. Ngoài ra, DDF còn công bố hai người may mắn khác là Suma Mohammed Abdullah, người UAE 25 tuổi, trúng một chiếc moto Smoke Black Icon và Ibrahim Bita, người Mỹ 48 tuổi, trúng một chiếc Audi Q8 3.0.